Rồi chào anh em nha. Hôm nay là mùng mấy ta, mùng 9, dẫn Hưng Thanos đi mua quà sinh nhật nha. Đâu cái găng tay đâu? Cái găng tay của Hưng Thanos nó thích nằm đâu ta? Quá trời luôn. Hưng Thanos nó thích mua cái này nè mọi người, để đi tắm suối đá. Có cái đôi bao tay nào vừa vừa tiền hai em? Hai trăm ngàn vô. Đây đúng không? Tám hai trăm. Quá trời đồ luôn. Mấy đứa chọn đi, mai mốt thích cái gì là vừa ốp chợ qua đây mua sinh nhật. Bây giờ mà mua không sao được. Năm sau sinh nhật coi. Ồ không được, không được. Rồi. Một đứa thì thích ván trượt. Ben thì thích cái gì? Ben thì thích trái banh hả? Trái banh vừa Út mua rồi cho anh em đá mà đâu hết rồi. Nguyên một dàn luôn. Đừng nha, đừng đụng vô âm địa nha. Còn đây là giày nữa này, nguyên một dàn giày luôn. Ủa, không được. Vừa nãy đã hứa là đi theo để coi quà sinh nhật thôi mà. Bây giờ đòi nữa là mua là sạc nghiệp luôn á. Đâu? Chính bơi này, ở đây bán chính bơi cũng có nè. Ok. Bây giờ con muốn tắm cái kia rồi. Cái kia là cái gì? Đồ, cái đó là đồ lặn luôn đó. Cái đó bao nhiêu tiền ra? Cái đồ lặn đó bao nhiêu tiền? À. Bữa nào mua đi, mình đi suối đá, mình tắm, mình lặn. Lúc mùa mưa quá, mình chạy qua đây mình mua. Rồi. Cái này nè. Ok. Đôi giày này dày quá trời luôn à. Ở đây giày giá dao động từ bao nhiêu? 800. Có giày mà size mấy bé này mà giá cứ chừng 200-300 không em? À. Giày là giá rất là phong phú nha mấy đứa. Mũ nè, ở đây cũng có mũ thể thao luôn này. Ê, có ai biết chơi bóng bàn không? Nhưng mà đâu có bàn đâu mà chơi, cái đó phải cần có một cái bàn. Đồ thể thao này. Ê, mai mốt anh em mình sắm mỗi đứa một cái đi. Đứa bóng chuyền này á. Bóng chuyền. Ben đang rất là thích trò chơi ăn cắp. Ủa, có quần bơi đầy đủ chưa? Có rồi. Có quần bơi rồi đúng không? Mà con mất rồi. Ê, cái này là cái gì đây? Cái này nè. Đồ lắc dầm hả? Cái chân đồ á. Anh có quần bơi mà con mất rồi. Đây là Huy. Hello Huy. Con chưa có quần bơi. Vậy đi, đừng có lấy. Chưa, con chưa có quần bơi. Huy đâu cần quần bơi đâu mà. Huy nó cởi chuồng tắm luôn. Đây là tính cho con mắt kính bơi. Rồi. Chưa sinh nhật, khi nào sinh nhật mới được tặng bạn. Đây là quy định rồi, chứ đó là cái gì vậy bạn? Nhiều. À 600 mấy thôi. Rồi Hưng có bao tay chưa? Ok rồi. Đâu vừa ốp xem coi. Ốp xanh lá cây á hả? Cho vừa ốp xem coi. Ở đây có gói quà không em? À vậy hả? Đâu rồi, đâu đâu bao tay đâu, có cần phải sửa gì không? Vừa luôn nó không nhẹ. Nó một xíu mà. À vậy hả? Trời ơi. Trời ơi, bé nó đang tập tạ kìa anh em. Hôm nay nó bị nạ. Nó được cấp 3 bị nạ. Cái đó là gì? Tennis đúng không? Đánh tennis. Còn kia là cầu lông. Ghê lắm. Rồi cơ có mua gì tặng cho Hưng Thanos không?
Con mua gì thì mua luôn, còn không thì để mẹ con mua tùy con. Sao hay hay tặng nó đôi vớ đi cho nó rẻ tiền ha, mua cái đôi vớ tặng cho nó đi. Ok. Còn mấy cái này là cái gì? Chỉ sao? Không phải chỉ, không phải chỉ. Vô vô hả? Vô vô. Nhỏ nhỏ lạ đó, giờ Út không biết nhiều đồ quá, giờ Út không biết luôn. Rồi chọn xong chưa? Ê quần bơi không Lì? Lì mua cái quần bơi này, con chưa có quần bơi đúng không? Quần bơi đây đẹp quá trời này, bao nhiêu tiền đây? 15.000 nè. À quên, 150 nha. Lì, con dì Út với con mua cái quần bơi không? Mai mất tiền mua cho con cái quần bơi nhỏ nhỏ. Vậy hả? Mẹ mua quần bơi uống hai. Cái này là quần bơi đúng không em? À quần mặc trong với mày quần bơi, ở quần bơi nằm đâu vậy? Quần bơi đâu, đi xuống dưới ra dì Út mua cái quần bơi ra. Rồi. Bạn, năm sau tặng con biết cho anh đi. Đây hả em? Cuối cùng luôn. Đây đúng không? Không, tí nữa. Tí nữa là tới. À đây. Đó ok. Ê vừa nãy biết chạy mua cho Gia Hân một cái bộ quần đồ bơi. Gia Hân mua cho Gia Hân một cái bộ đồ bơi trước ạ. Cái chắp anh này nhiêu tiền nè? Chắp anh này bao nhiêu tiền em? 200 rồi. Ok ghê không, hưng thật quá ghê. Ủa rồi con tính tiền của con chưa? Rồi. Xong rồi đúng không? Gơ có mua cho ba Hưng cái gì không? Thôi mình đi về. Đói bụng rồi thì không đúng không? Ok mua đi. Rồi ba Hưng có thích món quà nào nữa không? Có ai tặng nữa không? Thì gơ dạ, mỗi gia đình một món quà. Thằng gơ rồi thằng tính. Nếu con thích thì chọn ở đây luôn, giữ Út trả tiền cho. Gì? Dưới 200.000 con trả ngán đồ. Trả tiền dùng tí nữa mẹ con trả tiền lại. Không, con mua thì không trả tiền rồi, rồi mẹ con trả tiền lại đúng không? Mẹ con có đồng ý không? Chắc là tự mẹ con đợi tặng mẹ. Rồi bye bye mọi người nha. Bye bye đi anh em bye bye đi. Rồi chiều nay sẽ có tiệc sinh nhật của Hưng Thanos nha. Bye bye. Rồi bye bye.